chưa vô tới đâu. Đông xếp hàng không? Không. Nên là thứ tư giữa tuần cũng đông ghê á. Ồ đẹp quá. Đèn này á nó nhảy múa theo nhạc luôn á. Không thấy em với anh đâu. Tới hụ luôn. Chồng em đây. Ủa người ta không có chấp nhận thẻ hả? Chắc hỏi được mà. Mình đang xếp hàng để đi tới cái cây này. Đó, cái cây đằng đó đó. Cây đó dịch ra tiếng Việt gọi là cây thì thầm. Whispering tree. Cái hàng vẫn còn hơi dài dài. You are emerald, summer leaves, energy. We can send energy into the world. Sing with me. Thank you. Until next time. Này có thiết kế lạ, có mấy cái lều này nè. Không phải lều nó với mấy cái bong bóng vô trong đó là ấm lắm á. Nóng hút rồi, uống này nóng. Ôi ôi, ống hút mới nóng á. Cưng. Cưng hút lên coi chừng nóng. Cái này chắc phải tốn tiền quá. Chứ ai không cho mình vô không miễn phí. Phải không anh hả? Trong đây lý tưởng quá mà. Reserve nè anh. Để có đặt á. Chắc có cái bảng ghi đặt rồi. Thôi đi anh. Đặt rồi chắc cho nên là người ta mới để sẵn đồ ăn hay sao á kìa. Thôi đi anh ơi.
là mấy cầu á. Đẹp quá. Nhìn mắt thường đẹp hơn nữa. Wow, lung linh huyền ảo quá. Nhưng mà sao không ra màu xanh vậy anh? Sao anh chụp ra màu tím vậy? Xanh hả? Đâu. Em sao thấy màu tím vậy? Của em đó. Này của em mè màu xanh nè. Mà đâu thấy mấy cái tia đâu. Nè, em phóng gần mới thấy. Nãy em phóng xa. Đó, đẹp không? Đẹp quá. Chồng quay đồng chồng đứng không? Để chồng chụp hình chính giữa không? Đổi chỗ không? Mình đang đứng trên cái cầu. Wow. Đổi chỗ không? Hả? Đổi chỗ chụp hình chính giữa không? Được rồi hả? Wow. Giống mây bay quá anh hả?